Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 3 tây tháng 12 năm 2019 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Phan Phương Thảo 100.000 đồng. Và bạn mua đó là một cặp xoài luôn nha. Đây là xoài xanh và xoài vàng. Mỗi một trái xoài như thế này thì là 35.000 đồng. Đó, nó là một cái chất liệu nhựa rất là mềm mại, mịn màng. Đây các em xem nè ha. Đây, rất là đẹp luôn nha. Và nó còn có dây kéo như thế này. Đó, nó là một cái hộp bút nha. Đó, hình trái xoài rất dễ thương, 35.000 đồng một trái. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Viên Nguyễn, 148.000. Yeah, và bạn mua đó là một cái quyển sổ nhật ký siêu nhân như thế này nha. Có giá là 35.000 đồng nè. Đó, siêu nhân. Sẽ giữ bí mật giùm các em thì yên tâm luôn ha. Có ổ khóa 35.000. Và một em Quixi Pony siêu dễ thương và to như thế này nha. Có giá là 80.000 đồng. Đây, rất là dễ thương luôn. Rồi đến đơn hàng của bạn Nguyễn Võ Lan Hương, 129.000. Yeah, bạn mua đó là một sắp giấy tô màu nhiều như thế này luôn, 20.000 đồng, có rất là nhiều hình ha. Rồi đến là hai cây bút nha, một cây bút là đồ cắt băng keo và băng keo. Rồi đến là cây bút sọt rác, mỗi cây 5.000. Rồi còn có là hai cây bút xếp hình Doraemon màu xanh nè. Đó, bên đây là chơi xếp hình, bên đây thì mình sẽ chơi đi tìm kho báu. Đó, thi nhau đi bằng viên bi, rất dễ thương, chỉ có 8.000 một cây. Và cây thước này là bộ ha, vừa làm thước mà vừa chơi được luôn. Đó, vừa học tập vừa chơi. Yeah, còn có là ba tủ gom hạt nở, mỗi tủ gom này là 5.000. Rồi còn có là đến là bộ thước hoa nha, thước hình học 8.000 hai cây. Đây ha, có sống lớn nè, rồi có sống nhỏ nè, có đầy đủ hết các hình trang sao, lá, trái tim, môi son ha, ngôi sao, mũi tên, khúc xương, đầy đủ hết luôn á mấy em. Bên đây đôi độ đồ này ha. Đó, hoa lớn, hoa nhỏ, tròn lớn, tròn nhỏ, hình chữ nhật. Đây, cỏ bốn lá, bé thỏ, cá heo. Yeah, rất là dễ thương mà chỉ có 8.000. Và còn có là một vỉ tiền luôn. Đây, hãy xem nè ha, một vỉ là 5, 5, 10, 15, 20. Và ngoài ra thì bạn còn mua thêm 5 cái này nữa, tổng cộng là 25 bịch tiền. Mỗi bịch như vậy là 2.000 đồng, đầy đủ hết các mệnh giá tiền ha. Dễ thương không? Và đồ chơi này sẽ giúp cho chúng ta học cách đếm tiền, sử dụng tiền ha. Và bây giờ xin chào bé Mã Tố Như, đơn hàng 339.000. Và tiếp theo thì đơn hàng này á, là bạn đặt tới hai cái bóp tiểu thư công chúa ha. Cái túi sách này là túi sách hoa đào nha mấy em, có hoa đào trắng nè, hoa đào hồng và có ngọc trai viền xung quanh, nhìn rất là dễ thương như thế này luôn. Đó, có một cái tay sách đi chơi toàn ten ha, đúng chất tiểu thư công chúa, rất là sang trọng và quý phái luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn, còn có cả túi đeo, có cái dây đeo chéo nữa. Và đây là phần dây đeo chéo này nha, theo phong cách túi đeo chéo Hàn Quốc, cực dễ thương. Khóa kéo cũng mạ vàng luôn. Đó, bao lung linh, bao ấn tượng khi xuất hiện cùng bạn bè và gia đình xuống phố. 145.000 đồng một cái túi như thế này nha. Đây, 145.000 đồng. Tiếp theo thì bạn còn có mua đó là vị sticker hologram 16.000. Đây, các em xem những cái váy hết sức là óng ánh nha. Đây, rất là đẹp. Rồi phía dưới còn có hình như thế này nữa, 16.000 đồng. Xin chào Nguyễn Thái Như Ý, đơn hàng 113.000. Yeah, và bạn mua đó là một hộp bút nè, bé thỏ đang cầm một quả dâu rất là dễ thương, còn có cả nước và kim tuyến lấp lánh như hoa đào. Đây, hộp bút hologram quá sáng chói và nổi bật, 70.000 đồng. Ole, 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 ola, la la, la la, là một chiếc dép đó, một chiếc dép hình bé thỏ rất là dễ thương. Và nó là móc khóa dép thỏ, 10.000 đồng, đây, siêu dễ thương. Đây ha. Nguyễn Thị Thanh Thùy ơi, đơn hàng 122.000 của Thanh Thùy đây. Đầu tiên bạn mua đó là một cái màu xanh dương 2.000 đồng, nhưng mà chị hết cái loại hũ 4.000, chị lấy cho em là hai hũ 2.000 vẫn, hai hũ này là 2.000, coi như là 4.000. Tiếp theo thì là móc khóa BT21, mỗi móc khóa thì là 10.000 đồng. Hết cái móc khóa BT21 màu vàng rồi, chị lấy cho em là bé thỏ màu hồng, hy vọng rằng là em sẽ thích dung cúc nha. Tiếp đến là hai quyển sổ trình ký, một quyển là có hình anime như thế này. Đó, rất là dễ thương, có viết và có thước ha, có đồ kẹp giấy luôn. Quyển này thì là hoa đào hologram rất là dễ thương, mỗi quyển là 15.000.
Hola, hello. Đây, rất là dễ thương luôn. Ngôi sao và bạn cá heo, và đây là hai cây thước. Cực dễ thương luôn. 4.000 đồng một cây thôi nha. Wow, và còn có là gom trái tim xinh đẹp như thế này nha. 4 trái 5.000 đồng, quá rẻ luôn. Tim cầu vồng, tim chữ lớp và tim bánh kem. Rồi còn có là ba cây bút Noel dễ thương như thế này nha. Hết hộp quà rồi thì chị lấy cho em là con tuần lộc cũng rất là đáng yêu đúng không nào? Mỗi cây bút là 5.000 đồng. Tiếp theo thì còn có là bút trái cây. Đây là trái dâu, dâu 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 ha. Còn trái cây thì hiện chị chỉ còn có trái dâu. Cho nên là chị lấy thêm cho em là một cái loại bút siêu mới của shop luôn. Đây là bút trà sữa lớp nha. Bút trà sữa lớp là một loại bút mới tinh 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 luôn, như thế này 5.000 đồng. Còn bây giờ xin chào Lê Thị Kim Nhường, đơn hàng 396.000. Yeah, và đầu tiên thì sẽ là hai cái hộp bút hologram luôn, như thế này, bé thỏ đang ngắm hoa đào. À, hộp bút này là hộp bút hologram không có nước thì là 60.000 đồng ha. Còn hộp bút này là bé mèo cũng ngắm hoa, ngắm dòng sông hoa đào đó, rất là đẹp luôn. Như thế này cũng hologram, nhưng mà có nước thì là 70, không có nước thì 60, có nước thì 70, không có nước thì 60, nhớ nha. Đây, quá đẹp luôn. Tiếp đến thì là một bé xoài dễ thương. Đây, bé xoài vàng ơi là vàng luôn nha. Và đây nè, trời ơi, mềm mịn, chất liệu nhựa, rất là mềm luôn, không thấm nước. Và có cái dây khóa ở trên đây như thế này, 35.000. Miêu miêu. Trời ơi, quá mềm luôn. Phần cái lỗ tai của nó này mềm ơi là mềm. Và đây là cài băng đô Hello Kitty ha, cực đáng yêu, dễ thương quá sức, dễ thương luôn á. 36.000 đồng nha, gọi là băng đô mèo Hello Kitty. Rồi. Ha, phần sau nó co giãn nè. Đeo vô là dễ thương lắm luôn á. Yeah, và còn có là vỉ bút màu ha, dạ quang, hình viên thuốc, 30.000 đồng có 6 viên 6 màu. Rồi còn có là gom củ cà rốt nha, ba củ cà rốt tí hon như thế này chỉ có 5.000 đồng. Quá dễ thương, ba màu sắc nổi bật luôn. Tiếp theo thì còn có là gom dép bé cọp nè. Đó, gom dép bé cọp. Rồi là gom dép panda. Và đến là gom dép ếch ập ha. Ập 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 ha. Mang dép vô mình đi chẹp 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 rất là dễ thương luôn. Mỗi một đôi gom dép như thế này chỉ có 6.000. Rồi bạn còn có mua là một cái túi công chúa nè. Đó, một cái túi xách có hình của ba nàng công chúa. Ở bên trong cái túi này thì sẽ có là một bộ thước luôn nha. Đây, chị sẽ lấy ra cho xem nào. Nào 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 nào. Yeah. Bên trong thì sẽ có là bốn cây thước như thế này ha. Đây là cây thước tam giác cân. Rồi đến là thước đo góc, đo độ. Rồi đến là thước eke để đo góc vuông. Và đến là cây thước để vẽ đường thẳng nè. Mỗi cây có tác dụng riêng, cần cho việc học của các em. 8.000 đồng, một bộ thước 4 cây và một cái túi xách nha. Quá rẻ luôn. Wow, và hãy xem đây là hai cái đồ chuốt bút chì hình bom câu 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 Hello Kitty, 7.000 đồng một cái nha. Quá cưng 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 cưng. Tiếp theo thì sẽ là những cây bút 5.000 ha, 2, 4, 6, 8, 10 cây nha, tổng cộng là có 10 cây. Đây, bút thỏ nè. Rồi bút là sọt rác, nhắc nhở chúng ta bảo vệ môi trường nè. Một cây bút muỗng nỉa nè. Rồi đến là bút bánh kem nha, bánh kem dâu và bánh kem đào. Bút bô bí ngô. Bút bạn vịt nè, đó, bạn vịt đang hát nhạc nè. Bút băng keo, đó, quá dễ thương. Và còn có là cây bút hoa đổi màu, quá xinh như thế này, 7.000. Một cây bút nước kim tuyến có hình Hello Kitty, 15.000. Rồi đến là bút nước kim tuyến mà còn có lò xo mặt cười và có đèn nữa thì là 18.000 nha. Và xin chào Huỳnh Lắm, đơn hàng 181.000. Rồi. Đó, bạn mua đó là ba sắp giấy tô màu ha. Đó, ba sắp giấy tô màu công chúa. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh luôn á, tô màu xem ai tô đẹp hơn. Mỗi sắp nhiều như thế này chỉ có 20.000. Rồi đến là vỉ băng keo cá nhân 6.000 đồng, hình cô gái ngắm hoa đào. Tiếp theo thì còn có là 1, 2, 3, 4 cái đồ cột tóc. Mỗi đồ cột tóc là 5.000. Đầu tiên sẽ là nơ lục giác, rất là dễ thương. Rồi đến cái viên đá lấp lánh này là 2. Rồi đến cái nơ chấm bi có ngọc trai này là thứ 3, rất là dễ thương. Bé chuột là đồ cột tóc thứ 4.
Và thứ năm là đồ cột tóc có ngọc trai, nơ và mặt cười rất là dễ thương. Tất cả đều 5.000 và đây là cái cột tóc thứ năm. Và còn có là ba cái cây bút nữa nè, bút khủng long, bé Voldemort và bé thỏ, mỗi cây bút là 5.000. Và còn có là bông tai nha, nơ đen ngọc trai 15.000 một đôi. Và còn có nơ đỏ nữa nè, cũng 15.000. Wow, và rồi đến là một ngôi sao xanh lấp lánh như thế này. Ở phía trên còn có đá nữa ha. Sao xanh và sao kim cương rất là dễ thương, 15.000 một đôi. Đây, đây nè, nhìn kỹ ha, nó rất là lấp lánh luôn. Võ Thị Mai Anh ơi, đơn hàng 65.000. Wow wow, và Mai Anh đặt đó là một cái vòng tay hologram cá tính loại số 1, 32.000 đồng. Đây, rất là đẹp luôn nha mấy em. Wow. Quách Ngọc Vy ơi, đến nơi hàng của Ngọc Vy nha, 135.000. La la, cái gì mà đẹp quá ta. Và đây chính là slam trong mây. Wow, đó, bởi vì nè, các em thấy giống như là mây luôn á nha. Vân vân và mây mây nè, đó, slam vân vân và mây mây. Oh yeah, phía dưới còn có những cái charm rất là đẹp nữa, 30.000 đồng. Rồi, tiếp đến thì còn có là một cái quixi trái dâu dễ thương, 18.000. Và còn có là ba lò điều ướp dễ thương nữa nè, lò màu xanh, lò màu hồng. Úi trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái lò này không có điều ướp. Úi, để chị đổi lại cho nha. Rồi, trong khi chờ đợi thì chị sẽ kiểm tiếp là bạn đã có mua là cây bút nước kim tuyến nè, đó như thế này, 15.000 đồng. Rồi đến là một cây bút quyển sò ngọc, vỏ sò ngọc trai, 5.000 đồng luôn. Và còn có là một vỉ băng keo cá nhân hoa đào ha, dễ thương không, 6.000 đồng. Và sticker, đây sticker những cô gái siêu dễ thương với những bộ váy lấp lánh rất là đẹp, 5.000 đồng ha. Đó, kiểu này và kiểu này, tổng cộng là có hai cái váy luôn. Wow, cô gái tóc tím này rất là xinh, tóc hồng nữa nè ha. Những bộ váy cũng đẹp, sticker 5.000 một cái. Và đây, chị đã đổi lại cho em nha, một cái hũ điều ước khác có điều ước đầy đủ rõ ràng như thế này. Đó, mỗi hũ là 7.000 đồng. Các em chỉ việc ghi điều ước vào và để ở một nơi bí mật làm những điều tốt thì điều ước nó sẽ trở thành sự thật nha. Nhớ là phải làm nhiều điều tốt lên, 7.000 một hũ. Còn đây là đơn hàng của mẹ tặng bé Thùy Anh, 233.000 đồng. Và đầu tiên bạn mua đó là một hộp búp hologram có bạn mèo đang ngắm hoa đào rơi rất là dễ thương nha. Hộp búp nổi bật, đó, siêu lấp lánh như thế này, 60.000 đồng. Và đây, 2, 4, 6, 8 cây búp BT21. Mỗi cây như vậy thì là 5.000 đồng. Và đây là bé Úc Xuân Cúc thì phải, đúng không? Quá dễ thương luôn nha. Và tiếp theo thì là 20 cây búp nha mấy em. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 và 20 cây. Mỗi cây là 5.000 đồng. Chúng ta cùng xem hình từng bạn một ha. Đây, sẽ là bạn cá voi, voi, voi và bạch tuộc. Rồi, Spider-Man, chú voi Dumbo, bé thỏ dễ thương, một bông hoa hồng, bạn gấu hồng, bạn Hello Kitty có cây quạt. Rồi đến là cà rốt, ngôi nhà, bé thỏ nha. Tiếp theo thì còn có là quả bí ngô. Rồi đến là vỏ sò ngọc trai, một ly trà sữa chữ lớp. Wow, còn có là anh bạn BTS nha, quyển sổ BTS nè, bút xương rồng, bút kem Kia Việt Quốc. Rồi còn có là bút kè kéo nữa nè. Wow, bút kè kẹp bướm dễ thương, một nàng tiên cá, cá cá đó. Và một cái đậu que. Và đậu que này, đậu que này còn có thể thổi được luôn nha mấy em, nhờ vào cái đầu kèn này nè. Đây, để chị sẽ thổi thử ha. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ chị mới khám phá ra là cây bút đậu này có thể làm kèn. Rồi đến là bút bông hoa. Rồi đến là bút chiếc giày patin. Ủa cái này, hai cái này thì chị đã quay rồi. Trời ơi, và bây giờ là đơn hàng siêu khủng của chúng ta ngày hôm nay, 747 777 447.000. Đầu tiên bạn mua đó là hai bịch bột phát sáng, mỗi bịch là 20.000. Ba bịch borat, mỗi bịch là 5.000. Rồi đến là ba bịch tuyết, mỗi bịch là 10.000. Tiếp theo thì là 5 chai hương nha, cam, dâu, môn và sô-cô-la, mỗi chai 5.000. Rồi còn có là 3 quyển sổ mini, Conan, nè, Papi và Heo Peppa, mỗi quyển như vậy thì là 6.000 đồng nha. Nó còn có cái toàn ten dễ thương như thế này nữa nè.
Wow, và hãy xem 1, 2, 3, 4, 5 bịch phụ kiện, mỗi bịch 5 ngàn. Rồi còn có là 5 bịch giày, giày cánh chim, giày xám, giày thể thao. Wow, rất là đẹp luôn, như thế này. Mỗi bịch cũng 5 ngàn. 2 bịch bột màu nhũ nha, đó, màu nhũ thì siêu lấp lánh luôn. 15 ngàn một bịch. Và một cái laptop cho búp bê, 5 ngàn. Và bạn rất yêu quý búp bê nên cho búp bê một bộ đồ đi học nữa nè, 25 ngàn. Còn đây là bộ đồ bác sĩ cho búp bê nha, có cái nón nè, rồi áo tay dài, có cái này ha, có túi luôn. Túi đây nè, ha, rất là dễ thương luôn, cũng chỉ có 25 ngàn đồng. Rồi còn có là băng keo cá nhân, 4 vỉ, mỗi vỉ là 6 ngàn ha. Đây băng keo cá nhân dễ thương, hoa đào, rồi những cái chữ nè, đó, happiness, đồ này nọ ha. Rồi hoa đào và cô gái. Tiếp theo thì còn có vòng cổ và vòng tay của Sắc và Khánh, mỗi vòng như vậy thì là 15 ngàn. Wow, và còn có 2 bịch bia nha, một bịch bia vàng và một bịch bia đen. Mỗi bịch như vậy thì là 15 ngàn đồng. Uống không sợ say luôn, rất là tuyệt vời nha. Đây là sản phẩm của Nhật yên tâm sử dụng, 15 ngàn một bịch. Và còn có kẹo bong bóng nữa nè, kẹo bong bóng của Nhật Bản ha, kẹo xà phòng á mấy em. Đây nha, là 22 ngàn đồng, 3 viên như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Ha, kẹo xà phòng, đó. Tiếp đến thì là kẹo lưỡi siêu dài. Đó ha, kẹo nè, kẹo lưỡi siêu dài, dài dài ra như thế này nha. 30 ngàn đồng luôn mấy em à. Và đây là vị dâu. Yeah, còn có kẹo siêu chua khổng lồ nha, 90 ngàn đồng. Đó, chúng ta sẽ làm thử thách ăn kẹo siêu chua, xem có ai là người nhăn mặt thì người đó sẽ bị thua nha. Đó, yeah, hãy xem đây, ai mà ăn chua quá mà phải hả miệng nhăn mặt thì người đó sẽ bị thua. Và đây là vị coca nữa. Loại lớn này thì là 90 ngàn nha. Wow, và còn có là bút dạ quang mà tới 3 vỉ luôn nha, 3 vỉ luôn, một vỉ bút dạ quang 6 cây như thế này. Hình viên thuốc thì là 30 ngàn đồng, hình cà tím thì là 36 ngàn đồng. Và hình nắm, à lộn, cà tím là 6 ngàn một cây, có nghĩa là 36 ngàn một vỉ. Thì ở đây cũng là 36 ngàn đồng một vỉ nắm luôn, quá dễ thương. Yeah, 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 rồi đây các em xem nha. Đây là bộ bếp nhôm. Bộ bếp nhôm 60 ngàn đồng, có đầy đủ hết những cái đồ dùng để nấu đồ ăn mini. Và còn có là những cây nến này nữa. Những cây nến này thì là 2 ngàn một cây, tổng cộng là 5 cây. Oh, oh, wow, cái gì vậy? Hết hồn luôn hà. Trời ơi, hết hồn luôn rồi. Mình đang đi toilet mà là mình hết hồn luôn à. Thấy em đó, đây là một trò chơi để cho nhau khá là thú vị luôn đó mấy em. Khi mà mình sẽ đổ nước vào đây nha, mình đổ nước vào đây và mình nhờ ai đó bấm chân em bé ra thì nước nó sẽ phun lên nha. 25 ngàn đồng một em bé ngồi bồn cầu dễ thương như thế này nha. Người ta đang ngồi bồn cầu mà, đừng có cười người ta nữa, người ta. Xin chào bé Nguyễn Thị Hà Phương, đơn hàng 224 ngàn. Đầu tiên bạn mua đó là bịch xốp 9 ngàn đồng nha. Rồi đến là hũ keo sữa lớn nè, 15 ngàn đồng. Wow, còn có bịch cơm trái tim 5 ngàn. Rồi đến là bịch kim tuyến ngôi sao lấp lánh như thế này, cũng 5 ngàn luôn. Có hạt pom pom nữa nè, cũng 5 ngàn. Rồi đến là hũ trái tim đựng slam có nắp luôn thì là 2 ngàn đồng một hũ. Rồi bộ kit làm slam thì là 30 ngàn đồng 12 món, làm được 5 loại slam khác nhau. Rồi còn có là đất sét nha, 3 ngàn đồng một bịch như thế này. Wow, có bịch hồ nè, mình sẽ nấu ra để làm hồ là 10 ngàn. Tuyết thì cũng 10 ngàn luôn. Và còn có là một cái jam cầu vòng như thế này, 5 ngàn đồng. 3 hũ kim tuyến đáng yêu như thế này luôn nha. Đây, mà cũng chỉ có 5 ngàn. Còn đây là một cây bút chì bấm nha, cây bút chì bấm á, có hình của bạn bé thỏ và một cái bơm bơm rất là dễ thương. Ở phía trên còn có là kim cương như thế này, là 5.000 đồng. Sau đó thì bạn còn có mua thêm là cái hộp ngồi nè mấy em, hộp ngồi bút chì kim á, để thay thế vô. Đây ha, hộp ngồi này có giá là 5.000 đồng nha. Rồi, tiếp đến cho em xem. Wow, nè búp bê mắt đá xinh đẹp nè, đôi mắt long lanh, mũi dọc dừa, môi trái tim ha, rất là đẹp luôn. Bộ đồ bay sành điệu nè, chất liệu bóng bẩy nha. Tóc thì dài như là công chúa tóc mây vậy đó, màu nâu tím. Và búp bê này xinh đẹp như vậy, có khớp luôn mà chỉ có 35.000 đồng ha, quá rẻ. Bạn còn có mua là một cái giá đỡ cho búp bê. Đây, giá đỡ cho búp bê 5.000 đồng nha.
móc nè, móc treo đồ là 3.000 đồng một bịch. Đó, bạn còn có mua thêm váy đơn giản 3 cái luôn, mỗi cái là 3.000 đồng, và một cái vòng cổ cho búp bê siêu dễ thương 5.000. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 3 tây tháng 12 năm 2019. Thân ái chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở video sau. Để nào thích thì nhớ bấm like ủng hộ video. Muốn đặt hàng thì gọi 0937899707 hoặc nhắn tin Facebook Bé Út Chi Bi 0937899707 nha. Ở trên Facebook chúng ta cũng có thể xem video và có phần cửa hàng vừa xem phần hình ảnh và có giá ở trên đó luôn, rất là tiện lợi ha, có thể nhắn tin đặt hàng luôn nha. Hy vọng rằng sẽ được các em theo dõi ở trên Facebook nhiều hơn. Rồi, và một điều nữa là chị luôn cảm ơn các em đã dành tình cảm và luôn ủng hộ đặt hàng ở shop. Và shop cũng rất là tự hào vì đã giúp cho nhiều bạn nhỏ khởi nghiệp từ việc mua bán những cái sản phẩm nhỏ của shop như là bút đồ đó. Đó, có nhiều bạn đã mua bút về rồi bán lại cho các bạn của mình để có một bài học kinh nghiệm nha. Đó, về việc buôn bán có thể là lời, có thể là có khi thì các bạn bán cũng chưa có lời, nhưng mà đó cũng là một bài học ban đầu rất là cần thiết nhé. Đó, việc xem video của chị lại giúp cho các em nắm được giá cả, biết cách mua hàng online, rồi biết cách ship hàng đi như thế nào, nhận hàng như thế nào, rồi biết cách là nắm bắt giá cả thị trường. Đó, chúc các em trở thành một doanh nhân sau này ha, thật là thành đạt luôn nha, từ những khởi đầu nhỏ nhỏ như thế này. Yêu các em nhiều, hẹn gặp lại ở video sau. Còn bây giờ thì mùa thi cũng đến rồi, chúc các em sẽ học bài tốt, làm bài thật là tốt để có điểm thật là tuyệt vời luôn nha, sẽ được phần thưởng của học kỳ 1. Và một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình hạnh phúc. Tim 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 tim.